cho tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cái kiểu kệ hoa chi buồn mới nha. Ở những lần trước thì mình đã hướng dẫn cái cách trang trí cái chân, đó là sau khi thực hành xong mình sẽ dùng cái vân lông mình quấn ở dưới chân. Tuy nhiên ở lần này mình sẽ hướng dẫn một cách khác, đó là dùng cái tấm vân lông gân, chúng ta trải từ đầu đến cuối chân kệ. Các bạn nhìn là sao, thấy không ạ? Ở cái phần mà mình làm cái tầng dưới, chúng ta sẽ cắt một lỗ nhỏ và đưa cục mút hai bên ngoài để có chỗ chúng ta cắm bông. Và cái phần ở trên này thì chúng ta sẽ đưa cái vòng hoa vào để chúng ta bắt đầu thực hiện nó các bạn nhé. Với cái cách trang trí này thì vừa tiết kiệm được vân lông, tiết kiệm thời gian và làm cho hoa nó nổi bật trên cái nền vân lông này nữa. Mỗi lần cắm kệ mình hay nhắc các bạn á, là phải cắm một phần lá đệm trước. Vì khi mình cắm hoa rồi mình mới cắm lá đệm để che form thì hoa rất là dễ bị dập luôn và rất khó để che hết được cái form đó. Và sau khi đệm lá thì chúng ta sẽ cắm đến cái ụ hoa lớn. Mình ưu tiên cắm hoa ly vàng trước vì đây là hoa chính nên mình cắm ở vị trí trung tâm và đẹp nhất của kệ hoa. Hoa to sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được hơn rất là nhiều. Sau đó mình cắm lan phụ nữ, nhớ là mình phải để ý cái độ cong của cành hoa để tạo dáng thật là mềm mại, có cái sự liên kết giữa cụm trên và cụm dưới. Tiếp theo mình sẽ cắm những cái cành hoa hồng ở những vị trí còn trống. Khi mình xác định hoa ly vàng là điểm nhấn thì cho hoa ly vàng cao hơn, sau đó hoa hồng thì đổ nhẹ về hai bên nha. Nếu mà chúng ta mới cắm hoa thì vừa cắm, sau đó mình sẽ ngắm lại vị trí những cành hoa nó phù hợp chưa, rồi sau đó mình mới cắm tiếp những cành hoa khác. Như vậy thì mình sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn, đặc biệt với những người mà họ chưa quen cái cách để mình cắm hoa thì nhớ là mình phải đứng ra xa để mình nhìn lại thì có một cái nhìn nó bao quát, sẽ giúp cho chúng ta có những cái cành hoa nó đứng ở vị trí vô cùng đẹp luôn nhé. Mình đã tạo được dáng của cái kệ hoa rồi, nhớ là mình sẽ đi những cái cành hoa phụ, mình ôm theo cái dáng đó để giữ được cái form nha các bạn nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cắm được cái vòng hoa tròn. Với cái vòng hoa này thì yêu cầu đặc biệt đó là cái đỉnh của cái kệ hoa, cái độ cao của cái vòm á, nhất là cái đường ở phía giữa thì chúng ta sẽ cắm cho nó cao hơn, sau đó đổ nhẹ qua hai bên ôm sát cái vòng tròn. Để tạo được cái vòng tròn đẹp thì chúng ta phải nhớ vừa cắm vừa canh cẩn thận nhé. Sau khi đã đi được hoa chính rồi, chúng ta sẽ dùng hoa BB để mình đệm thêm những cái chỗ trống. Và khi đệm chúng ta nhớ đệm hoa BB á, sẽ thấp hơn cái hoa chính mình một chút xíu nha. Đừng có cao quá, nó sẽ che hết những cái hoa hồng của mình nè. Khi mà mình đã hoàn thành sản phẩm, nhớ là chúng ta hãy bước ra xa nhìn lại xem tổng quan cái kệ hoa cần có chỉnh sửa gì không. Hoa nó phải đảm bảo được cái độ tròn của vòng tròn, cái điểm nhấn thì nó phải gây được ấn tượng, khi nhìn vào là mình thấy được những cái hoa nào nổi bật, hoa nào hoa chính, hoa nào hoa phụ. Sau đó thì mình dùng những cái phù liệu để trang trí cho cái kệ hoa của mình nó đẹp hơn. Và sau đó thì bước cuối cùng là chúng ta chuẩn bị xịt nước, chụp hình và đi giao đến tay khách hàng thôi các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công kệ hoa này nha.